Đài Loan cho ra mắt máy bay phản lực huấn luyện tiên tiến mới. Lực lượng Không quân Đài Loan đã trình diễn máy bay huấn luyện phản lực mới được thiết kế và chế tạo trong nước vào thứ tư ngày 6 tháng 7, giới thiệu những khả năng chiến đấu tiên tiến hơn của loại máy bay này sẽ thay thế các thiết bị hiện có cũ kỹ và dễ gặp tai nạn. Các lực lượng vũ trang của Đài Loan hầu hết đã được Các lực lượng vũ trang của Đài Loan hầu hết được trang bị bởi Hoa Kỳ. Nhưng Tổng thống Tsai Ing-wen đã coi việc phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng tiên tiến cây nhà lá vương là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là khi Trung Quốc tuyên bố đảo này là của riêng mình, đang đẩy mạnh các nỗ lực hiện đại hóa quân đội và các cuộc tập trận gần Đài Loan. Máy bay TA-5 Brand Age mới do Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Hàng không Vũ trụ thuộc sở hữu nhà nước sản xuất với kinh phí là 68,6 tỷ đô la, tương đương 2,3 tỷ USD, đã có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2020. Đây là máy bay phản lực đầu tiên mà Đài Loan được sản xuất trong nước kể từ máy bay chiến đấu phòng thủ địa FCK-1 khu được tung ra cách đây hơn 3 thập kỷ và hai máy bay này trông giống nhau và có khả năng tương tự.